lại với lớp của chúng mình thông qua hoạt động khám phá, tìm hiểu về con cá. Hôm nay lớp chúng mình sẽ tìm hiểu về loài cá này. Con đã chơi chết, bơi con đã chết, phải thì ánh chuôi tại đã kia. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con cách làm những cái kem từ bánh Oreo và sữa chua nha. Mình là bạn à, hôm nay mình sẽ làm bánh Oreo. Cô Ngân xin giới thiệu với các bạn, đây là một cái áo. Trên tay Ngân đang cầm là phần cổ áo này các bạn. Phần này thì cô Ngân sẽ gọi là hai tay áo. Và phần từ cổ áo xuống đây thì cô Ngân sẽ gọi là thân áo. Biết cuối cùng của áo này là gì các bạn biết không nào? Là lai áo đó các bạn. Tiếp theo đó, cô Ngân xin giới thiệu với các bạn, đố các bạn biết đây là gì? À, chắc là bạn nào cũng biết đây là một cái quần đúng không nào? Phần này thì cô Ngân sẽ gọi là phần lưng của quần. Phần từ đây xuống này, từ đây xuống cái này là cô Ngân sẽ gọi là hai ống quần nè. Cuối cùng của hai ống quần thì cô Ngân sẽ có phần lai quần. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện các bước thắt quần áo nha các bạn. Hôm nay chúng mình cùng xem bạn Nguyễn Dũng và bạn Hương Giang thực hành bài tập gấp quần áo lúc ở nhà như thế nào nha. Những chiếc vòng đèn xinh xắn. Những vật liệu có sẵn trong nhà, cô đã tạo ra những chiếc vòng đèn thật xinh xắn đó. Cái câu chuyện này là có bao nhiêu nhân vật nè? Dạ. Ông mặt trời nè, nước nè. Rồi ông mặt trời làm gì để cho bạn tí xíu bay lên nè? Thổi nắng. Thổi nắng xuống à? Dạ. Thổi nắng xuống là bạn tí xíu biến thành gì? Dạ, hơi. Hơi gì? Hơi nước. Đúng rồi, hơi nước sẽ bay đi đâu? Dạ, bay lên trời. Chúng ta sẽ học ba âm đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Để hoàn thành bài tập này thì chúng ta hãy tìm những chữ A, Ẻ, Ử trong bài thơ Con Rùa.